Nói chung ấy, anh nói thật nhá, tỉnh và đẹp trai ấy, ở đây chỉ mỗi thằng Đức. Đúng vậy. Em nghĩ ra đấy. Đúng. Thằng này ấy, nó không cần vuốt. Thằng này nó phải vuốt. Tóc vàng, tóc đen nó phải vuốt. Dạ người mà. Thấy chưa? Nói, phải nói gâu, phải nói gâu. Vuốt tay, vuốt tay. Rồi, cái bác Tôn. Đấy, bác Tôn cũng nói bằng thừa. Đó. Anh Tuấn đẹp trai rồi. Không cần vuốt, không cần phải like. Đen trắng. Hay không? Gọi là sống quá nhất, anh hiểu không? Anh thua chưa? Anh thua chưa? Thua. Anh ơi, những người đẹp trai những người đẹp trai uống với nhau. Không uống cái đồ dở. Đấy, nhận đồ giả thì phải thôi, anh hiểu không? Quan điểm nó nhận rồi thôi. Nhận rồi. Nhận. Nó nhận đồ giả. Nó không phải đẹp thôi, trai. Đúng. Thì anh phải thôi, đúng không? Mình hướng cái nhận. Không, quan điểm. Nhận là thôi, nhận là thôi. Bốn người. Bốn người. Là bốn người. Đếm mấy cái này chi điểm, chi điểm ra phải chi điểm. Mày là ai nhỉ? Sao lại ai? Mày là ai? Đưa ai vào loại này? Mày là bốn người. Vừa mà bốn người, năm người. Mày là một người, còn tăng. Anh Tuấn trắng đen rồi. Vâng, rộng năm người. Không được, giờ cô đây ra không được. Anh đang vâng. Đấy. Cú Dinh. Mày đó là Dinh. Thằng cu. Dinh. Không được, cái đấy là Lào. Đấy là Lào, anh cứ thằng cu Lào. Anh thằng cu. Em thì không thể gọi anh là thằng cu. Anh cu Dinh. Thế có thể được. Thằng anh là cu. Hoặc là cu. Giờ Dinh. Hỏi thế này. Mà nếu mà muốn thế này, anh em mình nếu mà muốn coi như là ai rất dễ coi như liệu cũng coi như là muốn thì